IV Mazda hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Các em thân mến, để có một sức khỏe tốt, chúng ta cần phải tập luyện thể dục thể thao đều đặn. Và ngày hôm nay, những người chơi của chúng ta sẽ giới thiệu những môn thể thao mà họ đang theo đuổi để họ có được một cái thân hình đẹp, một cái body chuẩn, tùy cho chúng ta lựa chọn môn thể thao phù hợp với mình. Mời 7 người chơi của ngày hôm nay quay lại. Ông số 4 cầm dòng tưởng Na Tra không đó. Bà quan trọng vậy nè, nói thiệt nha, không biết cái hãng nào mà nó làm cái con gấu mà mặc buồn thiệt buồn. Cổ vũ mặc như không trả lương mặc. Và cái mặt con gấu này là đang thể hiện tâm trạng của cái ông đó đó. Buồn nóng lắm cho em. Nóng nóng điên người luôn. Anh vậy bây giờ mình phải tranh thủ, mình phải biết thương bạn bè mình. Hỏi số 1, số 2, cái mình chừa số 3 ra, số 4, 5, số 7 quay lại số 3. Để cho ông đứng tới cuối chương trình luôn. Đúng không? Rồi. Còn nếu mấy em mà thương hơn nữa đó, số loại 3. Từ vòng đầu cho anh. Không, phải cho ở tới cuối anh. Vậy. Để cho cảm nhận được cái hơi ấm. Ê khoan khoan, nếu vậy thì vòng 2 ổng nhép sao mình thấy. Biên tập năm nay nó ghê thiệt, chuyện gì nó cũng dám làm. Đây, số 1, mình đến với cô gái mặc bộ đồ da, cầm cây đánh golf. Mà mọi người biết rồi, mình đánh golf mình đánh ở đâu? Ở ngoài trời. Ngoài trời. Trời nắng nữa mà đánh golf là thấy nó hợp lý cỡ nào rồi đúng không? Bà này đi thu tiền golf chứ không có đánh golf. Và công việc của cô ấy là gì? Là YouTuber. Một công việc đang rất được nhiều các bạn trẻ hiện nay thực hiện. Đó là công việc của cô ấy, YouTuber. Công việc mà Trấn Thành rất yêu thích. Em mê lắm, em mê mấy người này lắm. Mời em. Dạ, xạo nha anh. Dạ. Sao xạo? Dạ, thế người ta làm cũng rất tự tin mà. Dạ, hồi nãy cô vừa làm mà cô vừa ngó cái máy của cái ông quay phim. Chứ không phải là cái máy của cái điện thoại mà quay YouTube. Tại vì sợ làm sai, bà Ngân bà trừ lương, hiểu không? Mấy bạn ở đây biết bà Ngân là ai chưa? Biết bà Ngân là ai chưa em? Biết bà Ngân là ai không? Khán giả biết bà Ngân là ai không? Bà thuộc quỹ hả? Bà Nguyễn Thị Ngân là biên tập thần thánh của chương trình do NASA Mỹ phái tới. Em tưởng FBI thôi. Nè tôi nói các bạn nghe, từ đây tới cuối chương trình các bạn sẽ thấy được cái power của bà như thế nào. Thao túng hành tinh này, cả một vũ trụ, nằm gói gọn cả một thế giới. Chỉ thu bé lại chỉ bằng con mẹ Ngân thôi. Cổ có vẻ rất là lanh lợi nhưng không hẳn là tự tin nha. Lanh lợi khác, tự tin khác nha. Ca hiện nay cảm giác ban đầu cho thấy dở nhiều hơn hay. Gương mặt trong clip cho mình thấy hơi hỏng, kiểu như hơi làm biến hát hay sao. Không phải làm biến hát là thường mấy đứa giỏi. Dạ. Làm biến là tại vì bạn Ngân kêu ê diễn đi, diễn đi, hát hay quá tôi trừ lương ạ. Nó phải làm biết, em hiểu không? Còn mấy đứa mà hát hơi hờ hờ cái kiểu mà cố gắng hát thì lại là dở. Đó, nhưng mà cái cô này, cái cảm giác mình cho thấy là cô không có khả năng tập trung cao. Hiện nay nó là như vậy, chưa biết cô diễn hay không. Thưa quý vị, các chị, bạn thân mến, để mà mặc bộ đồ da lên đứng trên đây dù biết là đèn đuốc xung quanh là một sự can đảm. Điều đầu tiên là phải can đảm, bởi vì họ thường biết chương trình này 4 mùa rồi. Mà anh Nghĩa đứng ở đây mà còn di chuyển tới chuyển lui mà còn chịu không nổi. Và đứng trên đó mà tạo một cái thế mà mặc bộ đồ da vậy thì ở trong hiện tại là ướt hết rồi. Cô số 1 là cái sự tự tin là rất cao. Em đang nói anh luôn á hả? Anh thì ở đây nó mát rồi, trên kia mới nóng. Mà tự tin cỡ này là hát banh. Em ơi, cái đồ này là bà Ngân bà ép mặt em ơi. Nhìn gương mặt của cô ta đi,
cái gương mặt này mình thấy rất là sáng. Nếu mà lên sân khấu là một ca sĩ cũng hợp lý luôn. Bà số 1 có đưa anh nhiều tiền vậy anh Nghĩa? Không biết. Thật ra thì cảm nhận của em bây giờ nó đang 50-50. Tại vì khi mà xem hết cái đoạn clip ban đầu nhá, em cũng có cái ý nghĩa như anh Thành, là bạn này bạn ấy hơi lúng túng rồi, bạn ấy không có khả năng focus nhiều vào vào cái mà bạn đang làm. Nhưng mà đến khi mà nó lại chập chờn cái giọng nói của bạn ở cuối ấy, thì em cảm giác như nếu bạn này mà bạn hát được thì bạn sẽ là người hát hay. Tại vì nó giọng hơi ồm ồm. Sao tôi thấy hát là hát hay. Cái bạn này dạng tươi giống như Trường Giang nói là tươi mà tươi banh á. Cái dạng như là nếu như ngày anh đến. Đó, đó, đó. Tươi vậy đó. Thôi anh đừng ngâm cứu nữa, tại vì mấy mùa trước anh nói nhiều quá, toàn sai à. Nói nhiều quá, toàn sai à, toàn sai à. Em thì nghĩ bạn này không biết hát. Vì sao? Bởi vì là cái lúc mà bạn nói chuyện, bạn bị mút tiếng và chỉ có một tiếng, thì em thấy là tất cả những cái cơ khác của bạn không có thay đổi gì hết. Và cái giọng của bạn luôn luôn trong cái thế là không có chuẩn bị trước. Người mà thật sự biết hát á, họ sẽ luôn chuẩn bị cái hơi trước, hay là cái cách mà họ lấy hơi hay như thế nào đó. Còn kiểu như là trả nợ. Đây. Quyền lực đây. Tập trung nè. Lúc đầu khi mà em thấy bạn mất mấy cái môi á, thì em nghĩ là bạn hát hay. Bởi vì cái khẩu hình miệng của bạn là hình như là giọng Bắc hay sao. Mà thường thường những người nói tiếng Bắc á, thì hát giọng tốt hơn giọng miền Nam rất là nhiều. Nhưng mà sau đó thì em lại nhìn ở đây thì bạn lại mặc cái áo da. Mà cái áo da đó thì giống với anh Hứa Minh Đạt ngày hôm nay à. Mà anh Hứa Minh Đạt thì hát không hay. Nên suy ra bạn này hát cũng không hay luôn. Thấy chưa? Cái ghế này nó phong thủy ghê lắm. Logic quá. Các bạn thấy cái cách suy luận của những con người ngồi ngay cái ghế này chưa? Tôi đã nói rồi, dòng lộ diện là dành cho con nhỏ này, chứ phải mấy người trên kia. Càng ngày các bạn sẽ thấy nó hấp dẫn dần. Nó đưa ra những cái lý luận mà NASA không giải thích được. Em nghĩ là nó rất hợp lý. Thì cái đó là trong toán học mình gọi là tính chất bắt cầu á. Cái ghế này nè, anh nói thiệt em nè, không chừng mùa sau người ta để cái lư hương đây luôn. Thiệt á, là cho người ta tới ai mà thấy cảm thấy mà hợp lý là xin á, xin lọc á. Thôi coi chân nói chuyện có duyên. Ê, có cái lưu hương đây không? Em để chỗ anh ra. Anh đổi tên em luôn. Tên em là Văn Lưu Hương. Văn Lưu Hương. Tôi đang nói rằng em mặc áo da mắt không hay đó, cho nên là liên tưởng tới cô ấy hát không hay. Em nghĩ sao? Phản biện. Phản biện gì mà câu cho người ta nghe liền. Đạt. Ủa anh Đạt biết hát mà. Trời ơi nghe đây. Đừng giỡn. Chồng vĩ dạ mà. Ủa lên anh. Nè, danh dự đội mình anh. Mát một trích đoạn trong trời, trích đoạn. Tôn gì Tuần Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài liền. Hay quá. Thử coi. Chim rừng liêu la canh thờ mộng hoa. Wow. Nghe chim rừng thì sợ quá. Nghe Đạt hát xong lên chim té chết luôn á. Em bảo đảm con chim rừng này là con đà điểu đó. Vậy thì Đạt, em nhận xét coi cô ấy thế bạn nào. Bạn này hát hay lắm đó. Tại sao? Mặc áo da. Trời ơi, trời ơi. Rồi, tiếp theo. Chúng ta coi bạn số 2. Số 2. Nhìn là thấy rồi đó không? Dạ thấy hết, đây là tóc giả. Đây. Giả không? Tóc thiệt. Đâu thiệt không? Thiệt á. Sao giống như cái máy sắm, cái máy giả gắn vô vậy ta, sao láng mướt vậy? Công việc của anh ta là gì? Sửa máy lạnh. nhìn là biết xạo rồi. Má máy cáo gì mà đi sửa máy lạnh mang ra liền kia. Trời dễ sợ. Sửa máy lạnh mà tưởng là street style không hả? Tưởng là đi chụp street style vậy. Trời ơi! Đúng là lạnh đeo xoàng. Mọi người thấy anh bạn này thế nào? Anh ấy diễn mà hơn cái điều mà biên tập cần luôn. Thiệt á. Mà thật ra là ổng là chỉ cần là nó làm xong, cái ông thợ dưới làm xong rồi em lên đi em. Bước lên là chỉ vô cái là bắt đầu quay. Mà không ai mà đi sửa máy lạnh mà mặc đồ street style. Mọi người hãy coi cái điều mà Vũ Cát Tường nó để ý, cái này mới chấn động địa cầu nè. Không ai sửa máy lạnh đeo hộp xoàn. Có sao đâu em.
sữa mới lạnh nhiều, có tiền mua một sàn đeo mà chưa chắc học sàn thiệt à. Học sàn chợ Bến Thành nó khác à. Ông hiểu ngang ngược chứ. Đúng không? Binh ngang ngược. Như khi mua đồ giả chợ Bến Thành đeo chơi làm sao? Thưa quý vị, tư thế của một cái người rửa máy lạnh, thí dụ tao làm lẹ, tao đi làm khác đúng không? Ờ mà người ngày bao đồ, nhiêu cái máy đang đợi mình. Bình ờ tao làm lẹ. Trời. Lâu không biết tôi tưởng thợ kim hoàng làm nhẫn được không? Tỉ mỉ. Anh này rất là kiểu cách. Đúng. Tay đeo ngọc. Có thể là trong nghề. Đứng rất là đúng, không? Đúng, có thể là đã đi hát rồi. Không có đúng một điều mà nhìn thấy liền nè, tức là tất cả những người đây ít khi nào họ nhìn thẳng trực tiếp vào mình hết. Nhưng mà cậu này là không ngại gì hết trơn á. Thật ra em nhìn bạn này em thấy giống mấy bạn học ở trong trường nhạc. Học trường nhạc. Đúng rồi, đúng rồi. Học ở trong là hát hay, là hát hay đúng không? Em thì hồi nãy giờ em nhìn bạn này rất là kỹ nhưng mà em vẫn chưa đoán được tại vì mắt em cận. Nó bắt đầu thấy không? Hay lắm. Nó bắt đầu có hiệu quả rồi nha. Em nghĩ là bạn này biết hát. Sao tôi lại có linh cảm hồi nãy cái bờ không. Môi không à? Nó có một cái độ chĩa kỳ lắm. Độ chĩa nó có một cái độ hững hờ kỳ lắm. Cái bạn này 50-50 à, mà hiện nay cái cảm giác dở vẫn nhiều hơn cảm giác hay. Rồi bây giờ mình qua bạn số 4 nha. Trời cái này còn bạn gấu sao? Bà đứng hình kìa, bà đứng hình kìa. Anh tính đi qua số 4 đi. Má như vậy vậy đó. Mình quay bạn số 4 nha. Nói chứ tội nghiệp. Thôi mình ghé qua số 3 đi nha. Trời ơi. Trời ơi, yêu nghiệt. Anh ơi. Đàn ông, đàn ông. Trời ơi. Mà sao bay đâu vậy? Trời ơi. Có ông nghĩa nữa. Rồi sao hát? À. Hôm họp báo đó Gia Thành nhớ không? À mình không để ý anh. Vậy mà bữa đó nó trà trộn biết vô. Biết bữa đó mình nắm cái đầu mình lột ra mình coi mặt con sao. Đây chắc chắn là một người quen của Điền Quân. Em ơi, có khi nào đó là bà Nguyễn Thị Ngân không? Dạ không. Bà Ngân trong trí tưởng tượng của tôi là một cô gái rất mập và lùn. Ờ Thành ơi, anh cũng nghĩ y chang. Ủa không ai biết bà Ngân là ai. Đáng lẽ lúc đầu tôi có thể nghĩ đó là một có thể là Calaman giả dạng, tại vì ổng cũng rất là mê ca hát đồ. Không, nhưng chiều cao này sai. Người thứ hai chúng ta suy luận, người cũng trong Điền Quân thì chỉ có là Khương Dừa. Nhưng cái mặt này thì không giống trái dừa. Tại vì để mặc nguyên bộ đồ che hết tất cả như thế này thì chỉ có người quen thôi. Chắc chính chắn xác. Người quen nghệ sĩ mình. Thành ơi, Thành ơi. Nói dạ. Nhanh được không? Anh lại gần anh coi, mồ hôi đổ ra ướt cổ áo. Để được em kiểu. Nói nhanh cho. Tôi nghĩ. Nghĩ sao? Em phải nghĩ khoảng 15 phút em mới làm. Anh em mình đã gọi là đi làm nhiều công việc, nó đã mệt mỏi rồi. Tới quay chương trình này, thứ nhất là gì? Vừa được có tiền, vừa được thoải mái vui. Mà bắt mình phải ngồi phải cắn răng suy nghĩ cái này là mệt. Loại hết. Cái nào mà ca nào mà khó loại hết ở lúc đầu. Gài cái nhân vật này vô đây nó có hai phương án. Dĩ nhiên. Dạ. Trời. Ê, tôi đang phân tách bà không nghe. Bà ngồi bà đếm lớp bà đầm bao nhiêu lớp chi vậy bà nội? Hả? Nói rồi cái ghế này lạ lắm. Bây giờ vậy nè, nếu như là một người quen, một vô quậy hát cho banh nó cũng vui. Cái thứ hai nó sẽ làm cho mình có cái cảm giác à người quen của Điền Quân này nọ, mình sẽ cảm thấy là hát dở. Nhưng lát bước ra lỡ nó hát hay bành nóc, nó cũng sẽ có cái thú vị cho khán giả nữa. Bởi vì gài cái kèo này vô rất là hay. Thì em mới nói vừa nãy là biết đâu là cái con gấu trong họp báo là người khác. Còn đây là đóng giả con gấu đó thôi. Được. Cũng không thể loại trừ khả năng. Thuyết âm mưu ghê vậy. Gia đình của bà cô. Gia đình bà này luôn hả? Không lẽ em gài mẹ em vô đây hát luôn hả? Mẹ em cao hơn. Vậy cũng cãi nữa. Na Tra đang đợi. Na Tra số 4 đang đợi đúng không? Anh bạn số 4 gương mặt đẹp trai nhưng mà nhìn còn trẻ lắm. Anh ấy chơi môn thể thao rất là mạnh mẽ, rất là đàn ông, lắc vòng. Và công việc của anh ấy là bán giày patin.
Đó, thổi được. Rồi, 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 tôi hiểu rồi. Hiểu luôn nha. Tôi hiểu đây là ai rồi. Xạo ghê á. Bành. Coi kìa, coi kìa. Trời ơi. Một cái gỗ công và một cái gỗ bánh trắng bánh đỏ. Em đổi giùm anh nha. Bánh trắng ra bánh trắng, bánh đỏ ra bánh đỏ. Giờ anh về anh đi vũ hội đây. Rồi á. Rồi. Dạ, em cũng ráng em ngồi em lựa, không làm anh thất vọng. Rồi em cố gắng nha, xong rồi về đi chung với mọi người. Dạ. Rồi anh về anh đi vũ hội. Nhìn vô camera anh đi. Cho nói luôn hả? Tâm cực khổ quá. Nhìn cực khổ quá. Số phận hầm hiu nhỉ. Thôi. Ở đây giọng luôn mà đúng không? Gương mặt không cảm xúc. Chắc tôi chết với bà biên tập thiệt. Thiệt á. Bây giờ mà có vụ đàn ông đi vũ hội mới ghê. Em chưa biết là bạn này hát hay hay không, nhưng mà em theo những cái hình ảnh ở trong đó thì em đoán bạn này là màu tím. Lộn chương trình, lộn chương trình. Đúng không? Lộn chương trình rồi. Bây giờ nè, cái ông này đó không có ca hay đâu. Em nghĩ là ca dở. Cái mặt lơ ngơ lát ngát, lơ đãng dưới dòng đời, dòng sông lơ đãng đó. Anh nghĩ rằng bạn này cũng có thể là do bị ép phải làm như vậy. Em nghĩ là bạn này hát hay đó. Hoặc là cái mặt này nếu như mà em tưởng tượng đi, bạn ấy hát cái dòng nhạc bolero đi. Đúng vậy luôn. Nó rất là vô luôn đó. Em chưa kết luận được là bạn này biết hát hay không, nhưng mà em thấy bạn này thích hát. Em thì nghĩ bạn này hát hay đó. Em nghĩ bạn này hát hay, cái miệng thì có vẻ hơi hờ hững, nhưng mà ánh mắt buồn sâu thẳm lắm. Em thấy mũi bạn này cao. Em thích mấy bạn này là thích hát nhưng mà hát không hay. Em nghĩ là không hát không hay, bởi vì những cái người mà hát hay thì không, người ta sẽ không hời hợt thế. Ta buồn ta bỏ xuống rồi kìa. Không phải đâu, nó bỏ xuống nó lấy thế để nó luyện đó. Ai nấu sai nó luyện đó. Méo mỏ. Rồi, cảm ơn em. Cô số 5 cũng mỏi lắm đây. Không mỏi nhất là anh số 4. Cô ấy cầm trái bóng rổ. Nghề nghiệp là nhân viên bán nịt bụng. Nhân viên bán nịt bụng á. Em làm sao cho em chị nhỏ nhất nha. Thì được chứ chị. Trời ơi trời. Trời ơi, không trả lời luôn nữa, kỳ vậy. Thở của bà kia kỳ vậy. Pít. Bạn này xinh ha. Gương mặt xinh xắn mà cái khuôn miệng cũng đẹp luôn. Tại vì thật ra cũng còn ba người thôi, nếu không hát hay nữa thì cũng không có ai hát hay nữa. Bạn này có vẻ hay. Em đoán được bạn này hát bài gì luôn á. Bài gì? Bài gì em không nhớ tên, nhưng mà cái gì? Bài gì mà từ khi quen em anh đã biết bối rối. Tình thôi xót xa. Đó, bài đó đó. Nhưng mà cái miệng, cái vành môi của bạn đó là nó còn hơi bộn bề lắm, nó chưa có tròn mặt. Do là cái miệng bạn đẹp thôi, chứ bạn thật sự là hát không hay đâu, mọi người đừng có bị cái vẻ đẹp đó đánh lừa. Không được đâu. Vẫn được hát rồi. Không hay vậy. Không được đâu. Không được đâu. Cô phán rồi, đâu. Cô phán rồi, nghe cô. Em nghĩ bạn này có thể nhảy đẹp chứ hát không hay. Vì sao em? Em đón đại. Nó lầy lè lắm anh. Lầy. Nhảy qua đứng thẳng, lầy qua tới bên đây. Ngồi kế bên nhau mà. Còn Giang? Em thì nãy em khả năng em nghĩ là cô này hát hay. Hay và cũng hát mấy cái nhạc tin tin nhẹ nhàng vậy đó. Ê, khẩu hình có hai răng thỏ, cái miệng đó mà hát hay lắm. Vậy là Tường với là cô một phe, bốn đứa mình một phe. Ủa nãy em nói gì? Em nói là ca mới hay, nhảy hay thôi. Vậy hả? Em bị cô nhiễm. Rồi, đây là đồ cô không đồ Tường đâu. Tiếp, chúng ta đến với bạn số 6. Bạn ấy... Ê, cái thế này cũng khó nha. Trong cái trang phục và cái sợi dây, bạn ấy tập môn nhảy dây để cho nó xúc mỡ, nó xuống ký. Mà chắc mới tập, cho nên vẫn còn nguyên. Nghề nghiệp của bạn ấy là làm bánh cupcake. Dễ thương, hàng chi.
Hay. Đây là luôn. Cái người thiện cảm nhất từ nãy tới giờ. Làm bánh thiệt luôn. Làm bánh thiệt. Biết làm luôn, thấy cái tay rất là điêu luyện. Nhiều nếu mà bạn không phải là người thợ làm bánh thì bạn rất là tự tin. Có nghĩa là bạn giao gì làm được liền, chỉ cái biết làm liền. Không có bị lộng cộng nữa. Không có lộng cộng. Thế thì thoải tại mái. Sao? Tại sao chỉ có riêng bạn này tới thời điểm này là nghe được hai chữ, còn tất cả bạn kia giữa bạn này nghe được hai chữ nha. Vai lên đón đưa là hai chữ đón đưa đó. Tại sao cho chúng ta nghe một cách hào phóng đến như thế? Vậy. Nghe tới hai từ. Chúng ta đang đặt ra câu hỏi là tại sao lại đơn giản như vậy? Chúng ta cũng nên đặt một câu hỏi là tại sao chúng ta phải làm mọi chuyện phức tạp như vậy? Đúng rồi. Bởi vì chúng ta đã bị lừa quá nhiều rồi. Hay. Hãy nghĩ đơn giản là hay đi. Bạn này hát hay. Hay. Đừng, tại vì anh ấy thường là những cái bạn mà hơi phố pháp như vậy này, chúng ta vẫn nghĩ rằng bạn hát hay, đầy nỗ lực này kia. Nhưng mà cái chuyện đó nó diễn ra quá nhiều lần trong chương trình này rồi. Dễ gì bà Ngân cho chúng ta thêm lần nữa giống vậy. Lỡ gì phải cho là sao? Mùa thứ tư rồi em, bà Ngân bây giờ đầu óc bà khủng khiếp lắm. Nhiều khi bà làm nhiều điều ác quá đó, cái mà bà suy nghĩ lại hối hận. Thôi nhà ở một trường hợp lâu đi. Lâu lâu bà ban cho một lần. Em chưa biết mặt chị Ngân đó là ai mà xem. Trời, ở đây đâu ai biết không mặt chị Ngân hết đâu em à. Anh chưa biết luôn. Mai mốt là thời gian nữa là em thấy ở đầu phim trường Điền Quân có cái miếu tới miếu bà Ngân. Đại tính đó là không biết lâu, không biết là bà còn sống hay bà về trời rồi. Bạn này là hát không hay và không phải nghề làm bánh luôn. Ôi sao anh đi ngược thời đại nhỉ? Tại vì không có ai quậy bột mà để đóng cục như vậy sau đó đổ bột tiếp tục vào quậy hết trơn. Never. Đây là trường hợp mà chúng ta sẽ phải cân nhắc nha. Tiếp, bạn số 7. Một cô gái gương mặt sắc lạnh, rất đẹp trong trang phục của Muay Thái. Nghề nghiệp của bạn ấy cũng là vận động viên luôn. Mà vận động viên môn gì? Mình xem. Bơi lội. Ôi xinh quá vậy. Trời ơi xinh quá vậy. Wow. Bạn này chắc là tập cái nghề này à, tập cái môn này thật này. Người ấy. Quýnh quá chịu quýnh luôn. Ôi. Hát hay đó. Mặt cô bé này giống như Lai ha. Lai Thái à. Bạn này là có qua training luôn nè. Em không có cảm giác là bạn này hát hay. Anh cũng vậy. Chính xác. Vậy hả? Làm sao trời sinh ra cho quá nhiều. Đã quánh võ giỏi rồi còn đẹp gái. Khả năng là cô này hát hay. Khả năng là cô này không biết tiếng Việt luôn. Cô này nhiều khi là người bên Ả Rập Xê Út đang du lịch. Em ơi, đừng quên rằng trong giới nghệ thuật của chúng ta cũng có nhiều người tập luyện môn này. Thật ra Muay Thái đi tập mà bây giờ em thấy ai cũng trào lưu tập đi tập Muay Thái nhiều mà. Thái Lan, Thái Nguyên nó khác. Dạ, đúng rồi. Muay Thái Nguyên à. Cho nên là giữ bạn này đi, giữ bạn này lại đi, bạn này thú vị á. Còn đẹp bạn không? Không à. Đẹp có quyền. Đúng, giữ liền. Tại sao? Mình biết người ta là ai, mặt mũi thế nào. Giữ, không biết, loại số 3. Tội nghiệp con gấu đó quá. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu hỷ với nhau nào. 30 giây bắt đầu. Chọn ra một người hát không hay. Anh tính loại không? 1, số 1, 2, số 4 nè. Anh tính loại số 3. 5 nè, đó 3 con số này nè. 1, 4, 5. Số 1 là em đi là 4, 5. Số 3 là em đi là coi sao. Mời Trấn Thành. Mô Phật, cảm ơn anh đã mời em trước. Em đang phân vân. Tôi biết số mấy rồi. Gì vậy? Số đấy chắc chắn luôn á. Tôi đoán các anh chị. Thôi cứ chọn đi, đừng có đoán. Chọn trước đi đã. Ok. Thưa anh Đại Nghĩa, như chúng ta đã biết, tại sao mùa 4 này hấp dẫn là tại vì chương trình mời một cái bà biên tập được NASA fighter. Mà đã nói tới NASA không thể không nhắc đến NATRA. Thưa quý vị, NATRA là một nhân vật được mang tên là phá phách và khó thuần hóa. Đó là tính cách của NATRA trong truyền thuyết. Còn NATRA này cũng có một giọng hát rất là khó thuần hóa. Thành thử ra là chúng tôi nghĩ nên để anh ấy được phát huy giọng hát của mình.
Số 4. Tiếc quá. Đó cũng là lựa chọn của Hứa Minh Đạt và Văn Mai Hương. Nhưng mà sao riêng em vẫn nghĩ là anh này hát được ta? Anh nghĩ rằng anh ấy sẽ hát bolero trữ tình. Em đang phân vân, một là gấu, hai là số 7. Em sẽ loại luôn số 7. Trời ạ. Trời ơi, trời ơi, trời đi đẹp một người đi. Em ơi, biết đẹp gì sao? Quá mà. Đẹp hơn chị hả? Loại. Ờ. Bé nó xinh quá mà em. Để chương không trình... phải anh biết tại sao không? Để lâu vì, lâu cho khán giả vì ngắm cái, em. Vì cái vòng thi năm trước em đến đây thi thì là cũng cái bạn đội em đẹp ơi là đẹp. Là đi vào đến vòng cuối là anh Giang cũng cố giữ cái bạn ấy đến vòng cuối luôn và cất tiếng hát là hết hồn luôn. Giữ đi em ơi, con bé nó đẹp quá à, mà nó xinh quá mà. Mỗi khác em. Đúng, à. Để trên TV lâu lâu chút xíu khán giả ngồi coi trộn bé đẹp quá tiếp tục coi nữa. Đó. Rồi để mấy người loại hết mấy bé đẹp, khán giả ngồi coi. Trời, chương trình này xấu dữ vậy. Nó chuyển kênh buồn em. Số 5. Số 5 luôn đi. Số 5. Số 4. Chốt rồi. Số 4, đúng rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn nghe ai hát trước nè. Na Tra trước đi nha. Số 4 đi ha. Số 4 đi. Mời Na Tra. Nghe cái nhạc là thôi. Không có ca hay đâu. Em nghĩ là ca dở. Cái mặt lơ ngơ lát ngát, lơ đãng dưới dòng đời, dòng sông lơ đãng đó. Em nghĩ bạn ấy hay, cái miệng thì có vẻ hơi hờ hững, nhưng mà ánh mắt buồn sâu thẳm lắm. Em nghĩ là không hát không hay. Bởi vì những cái người mà hát hay thì không, người ta sẽ không hời hợt thế. Cuộc đời còn gì buồn, hãy tìm lại mình để khỏi lạnh lùng. Hey mambo, 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 mambo. Cuộc đời còn gì buồn, hãy tìm lại mình để khỏi lạnh lùng. Cùng vui đêm nay tương tùng, đêm có khóc cơ trách cũng không được gì, ta sai ta vui. Hey mambo, mambo Italia, the hey mambo, mambo Italia, the go go go. Người lính sĩ à, tôi biết chào. Cần gì buồn hãy tìm lại mình để khỏi lạnh lùng. Yeah. Hay quá. Còn hơi có vũ đạo không kìa. Hey mambo, mambo Italia, hey mambo, mambo Italia, go 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 go. Không nhạc người gì xảy ra đâu. Cuộc đời còn gì buồn, hãy tìm lại mình để khỏi lạnh lùng. Hey mambo, mambo Italia, hey mambo, no more amore ghê la. Ôi tiếng Anh luôn kìa. Khỏi lạnh lùng. Cùng với đêm nay tưng bừng, nếu cứ không cứ trách cũng không được vậy, ta sai ta vui. Hey mambo, mambo Italia, hey mambo, mambo Italia, mambo. Cố mò ăn mùi cơm hãy để anh để khỏi lạnh lùng. Không quỷ đâu. Hey mambo, mambo Italia. Còn gì buồn hãy tìm lại mình để khỏi lạnh lùng. Mambo Italia. Rồi. Ok cực kỳ luôn. Trời ơi, tội nghiệp hai đứa vũ công của tôi. Trời mệt không em? Mệt không? Dạ. Mệt. Thấy nhỏ nè, trời ơi, con bé vũ công bên đây, nó nhảy mà nó liếc.
nhảy mà nó liếc, nó canh bạn nhảy bên kia. Tại vì nhỏ này hát chạy nhịp quá, nó không vô nhịp được, nó nhảy mà nó liếc vậy nè. Mà không phải là hận đâu nha, liếc là gì biết không? Mày nhảy được không? Chứ không phải là hận, không có giận gì hết đó. Đây đúng là tiết mục mở màn đỉnh cao cho tất cả mọi chương trình ca nhạc tạp kỹ. Xuất sắc. Em nhưng mà em hát cái chỗ đó là cái gì? Hay mambo cái gì lạnh lùng gì đó. Dạ hay mambo, cuộc đời còn gì buồn, hãy tìm lại mình để khỏi lạnh lùng. Mà anh nói có cái âm hưởng bolero nghe không? Đúng rồi. Có âm hưởng bolero. Hãy lạnh lùng. Đó. Em là dân vượt phải không? Dạ không. Sao anh thấy xe ra tới Huế mà nhạc mới tới Nha Trang vậy? Em là ai? Em từ hành tinh nào đến? Dạ em chào anh Nghĩa. Em chào chị Hương, chị Quỳnh Anh, chị Vũ Cát Tường và chú Trường Giang, chú Đạt và chú Trấn Thành. Lên chú à. Sao? Mấy đứa. Anh Nghĩa nha. Chú Giang, chú Đạt, chú Thành. Nãy mê lắm á. Nãy là mơ mê lắm á. Không. Dạ con cũng mê lắm á. Con mê chú lắm luôn á. Giận chú chứ. Dạ con tên là Dương Bảo. Con sinh ngày 10 tháng 10 năm 2000. Quê con ở Rạch Giá, Kiên Giang. Chiều cao của con là 1m66 và nặng 52kg. Yeah. Ok, ghê. Trời đất ơi. Làm giống đồ lắm nhìn nặng 52kg mà tự tin chứ sợ luôn à. Làm gì nè, công việc, đi học hay sao? Nhặt đậu hả con? Dạ con đang làm và học tại sân khấu kịch Minh Nhí. Con đang học lớp về diễn viên kịch tại đó. Alo. Trời, ra rất là tự tin. Thầy Minh hả? Dạ. Học trò thầy nó phá banh phim trường thầy. Nó nói chữ em. Dạ. Chú Thành ơi, thầy Minh thường dạy học, thầy Minh sẽ tắt điện thoại và giờ này là giờ thầy đang dạy. Trong cuộc đời này đừng ai giỡn mặt với Trấn Thành, tao điện liền. Đúng. Cho chứng kiến liền. Cái gì có giỡn mặt thế thiệt. Nó coi cũng không ra gì. Nó vừa thăm kêu thằng có số không? Thành anh cho em nè. Đây anh, cho em số qua nè. Đây nè, thầy có em số. À. Đây. Mặc dù không dạy. Hỏi lại tên gì con? Dương Bảo. Nó nói thầy lùn hơn em nó. Em tưởng là bạn của Lê Dương Bảo Lâm mà. Từ, thầy Minh chưa bắt máy. Có khi nào thầy Minh dạy đang dạy thì không? Thầy Minh đang dạy chứ thầy ơi. Mất sóng. Dạ đúng rồi, vô sân khấu là không có sóng. Niệm. Thiệt mà khi nhỏ nói học đúng. Thầy Minh với ai nữa? Dạ con học thầy Minh, thầy Quốc Thảo, thầy Hải Âu, thầy Phi Phi. Thầy Quốc Thảo dạy gì? Dạ thầy Quốc Thảo dạy con tiếng nói sân khấu. Bây giờ không biết con có tiếng nói sân khấu hay không, nhưng mà thái độ của hơi sân si. Nói giận chứ rất là dễ thương. Dễ thương mà. Vui, đáng yêu, năng lượng rất là tích cực, làm cho mọi người rất là phấn chấn. Em phải giữ cái năng lượng này tại làm diễn viên. Con nghe con chú mà. Mình đừng tự hủy cái mặt mình. Cháu phải giữ cái năng lượng này. Phải giữ cái tâm hồn mình ngây thơ nhất thì mình diễn nó mới hay được. Dạ thật sự thì em rất là thích hát. Cái dòng nhạc mà con thích hát là dòng nhạc bolero. Làm bài luôn. Vâng. Và sau đây Dương Bảo xin gửi đến ban giám khảo và quý vị khán giả một bài hát được mang tên Về đâu mái tóc người thương. Dạ cho con hỏi là con có hát có nhạc không ạ? Hay là không mày ơi? Không. Dạ, không. Hát không như vậy mình mới khoe được cái chất giọng đẹp của mình nha. Dạ. Hôm lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xoa tóc ngồi bên game. Rồi luôn rồi. Lâu vắng chăng về không lối chiếc. Qua tông khác. Ngăn niềm yêu. Thôi mơ ước chi nhiều. Cất nó luôn. Nắm cái dòng gì nó vô cất nó luôn. Nó học cho nó sân khấu rồi mà xoa tóc ở bên game hả? Con nói chuyện ngoài được mà con vô nhạc là con bị khớp. Dễ thương, đáng yêu. Tạm biệt. Dạ, con chào chú Nghĩa, chào chú Thành, chú Giang, chú Đạt, chào chị Trương Quỳnh Anh, chào chị Tường và Giang Ngoại Hương. Nó mua sống dễ sợ không? Nó chào từng người cho lâu vậy đó. Không mấy xuống chào từng khán giả luôn đi. Đi về trời. Để gì sao? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với sự lựa chọn của đội Trường Giang. Đó là cô gái số 5, mời em. Wow. Wow.
đàn giả, đàn giả. Đàn giả. Em thì đấy, em khả năng em nghĩ là cô này hát hay, hát mấy cái nhạc tin tin nhẹ nhẹ nhàng nhàng vậy đó. Bạn này có vẻ hay. Do là cái miệng bạn đẹp thôi, chứ bạn thật sự là hát không hay đâu. Mọi người đừng có bị cái vẻ đẹp đó đánh lừa. Chim rừng với là văn lư hương. Văn lư hương. Nhưng mà con mấy tuổi rồi? Dạ năm nay con 22 tuổi ạ. Đang học gì? Dạ bên đại học tiếng Anh thương mại. Con đến từ Vũng Tàu. À vậy hả? Trời ơi thiệt tình. Dạ bù lại cho em ôm chị Tường được không? Thôi kì ạ. Em mê lắm rồi. Chị mê lắm rồi. Em mê lắm rồi. Hay hát hay lắm, hát hay. Có biết đánh guitar thì không? Thế thì cả rồi. Khoan, bây giờ chị nè, mê bài nào của chị Tường Can đoạn cho chị nghe coi. Mình anh bên những tháng năm âm thầm đổi thay, mình anh bên những chất chứa chưa một lần nói, mình anh với trăng vương bên thềm gợi nhớ ai hương tóc mềm để thấy không gian dài rộng thế. Mình anh mỗi đêm dù anh vào một giấc mơ có em về, dù mai đây ai thấy yêu em. Mình anh với riêng anh trong đời vệt nắng trên cao vơi vơi, thời gian nhẹ khâu vết thương em. Hay chứ, hay. Hay quá, hay. Cái nữa không? Cái nữa.
ca như vậy mới hay, lắm, hay lắm. Ca như vậy mới hay nè. Nó đâu đó rõ ràng, nhịp nhấn nhá đàng hoàng tử tế nè. Cô bé này rất là có cá tính, có cái thái độ âm nhạc riêng. Và những cái người trẻ mà có một cái thái độ, có cái cá tính rõ ràng như vậy thì dễ thành công hơn. Đó thì anh Thành chúc cho em sẽ được khán giả yêu mến em trong tương lai. Mục đích của chúng tôi là loại dần những người có thể hát hay chung với lại Vũ Cát Tường. Trời ơi, con bé này mà dòng cú hát Cát Tường tuyệt vời nha. Cảm ơn em gái. Dạ. Ủa, giờ giới thiệu tên chưa? Dạ chưa. Giới thiệu chưa, giới thiệu tên cho mọi người biết tên mình. Tên gì? Dạ em tên là Bích Trâm, sinh năm 1997. Dạ em là sinh viên. Cảm ơn em nha. Dạ. Rồi sao mình cũng đã có cơ hội mình gặp Tường, mình ôm Tường đúng như là cái người mà mình đã ao ước gặp lâu nay. Cảm ơn em. Cảm ơn em đến với chương trình. Chào em. Hai người đã ra đi, trong đó một người hát hay làm cho chúng ta cảm thấy tiếc nuối. Vậy thì hãy cẩn thận ở dòng thứ hai, dòng siêu diễn. IV Moda hân hạnh đồng hành cùng chương trình.